Park Seo-joon sang Hollywood đóng vai đồng tính, yêu nam thần Hercules. Cư dân mạng đang không ngừng xôn xao bàn tán trước thông tin vai diễn đầu tiên của Mỹ Nam đình đám K-pop Park Seo-joon khi lấn sân sang Hollywood là một vai diễn đồng tính. Park Seo-joon là một trong những nam diễn viên nổi bật của điện ảnh Hàn. Anh chàng có trong tay vô số bộ phim thành công như Thư ký Kim Sao Thế, Cô nàng xinh đẹp, Tầng lớp Itaewon. Cách đây không lâu, nam diễn viên đã chính thức xác nhận thông tin sẽ ra mắt tại Hollywood với bộ phim The Marvels. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện những thông tin hé lộ về vai diễn của Park Seo-joon trong The Marvels. Theo đó, anh chàng sẽ đảm nhận vai Nova, một siêu anh hùng châu Á và thường được công chúng biết đến với mật danh Marvel Boy. Chưa hết, nhân vật này còn được biết đến là hiện thân của cộng đồng LGBT. Không chỉ có quan hệ đồng cảm với Hawkeye, đồng đội trong Young Avengers và Loki lúc nhỏ, Nora còn được biết đến là người tình của á thần Hercules. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Chưa cần xem kịch bản cũng đủ biết, Nora trong The Marvels là một vai diễn rất khó nhằn. Tuy nhiên, đa số ý kiến đều cho rằng, với ngoại hình điển trai và diễn xuất tốt, Park Seo-joon sẽ hoàn thành tốt được nhân vật này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại khi nhân vật Nova xuất hiện trong The Marvels. Bởi lẽ, tuy hiện nay quan niệm về cộng đồng LGBT đã thoáng hơn, thế nhưng vẫn còn rất nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ cấm các phim về họ. Chưa kể, nếu Marvel chơi quá gắt, hiện tượng nam thần Park Seo-joon xây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, hiện tại, thông tin về việc Park Seo-joon đảm nhận vai Nova trong The Marvel vẫn chưa được phía nhà sản xuất xác nhận. Khán giả đều hy vọng anh chàng sẽ được giao cho một vai diễn khác phù hợp hơn. Bên cạnh siêu phẩm The Marvels, người hâm mộ cũng vô cùng mong chờ dự án điện ảnh mang tên Dreams của Park Seo-joon. Theo đó, trong tác phẩm này, Mỹ Nam họ Park sẽ đóng cặp cùng nữ ca sĩ IU. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, quá trình ghi hình kéo dài hơn dự kiến. Đến tháng 4 năm 2022, ekip mới có thể sang châu Âu hoàn thành các cảnh quay cuối trước khi đóng máy. Ngay sau khi bộ phim hoàn thành việc ghi hình ở châu Âu, những hình ảnh hậu trường chính thức đầu tiên cũng được hé lộ, giúp khán giả có thể hình dung phần nào bối cảnh phim và tạo hình của hai diễn viên chính. Có thể thấy, cả IU lẫn Park Seo-joon đều có tạo hình khá đơn giản, nhẹ nhàng. IU thậm chí còn gần như để mặt mộc trong cảnh quay cuối cùng. Nội dung Dream kể về một nhóm người cố gắng tham dự Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên. Park Seo-joon đóng vai Yoon Hong-jae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại, bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá. Nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội. IU và Vali Sumin, một đạo diễn sản xuất, người luôn mơ ước gặt hái thành công bằng bộ phim tài liệu về đội bóng của Hongdae. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của IU và cũng là lần đầu cô đóng phim cùng Park Seo-joon. Dream là bộ phim mới nhất của đạo diễn Lee Byung-hun, người đứng sau thành công của Bom Tấn, Phi Vụ Bá Đạo và phim truyền hình Hello is my nature, đài JTBC. Đạo diễn Lee Byung-hun chia sẻ về Dream: "Đây là dự án mà tôi đã chuẩn bị từ lâu và nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Chúng tôi có một dàn diễn viên thu hút và tôi vui mừng vì được làm việc với họ." Trong khi đó, Park Seo-joon cho biết: "Hiện tại tôi rất phấn khích vì khoảng thời gian sắp tới sẽ được hóa thân thành nhân vật Hongdae. Tôi sẽ làm hết sức mình để mang đến một bộ phim tuyệt vời cho khán giả." IU nói thêm: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bộ phim điện ảnh. Tôi cố gắng tiếp cận dự án này bằng sự phấn khích và tinh thần trách nhiệm. Tôi rất vui khi được làm việc với các diễn viên trong ekip. Họ luôn nhiệt tình và thân thiện, đồng thời cho tôi học hỏi rất nhiều điều." Park Seo-joon hiện là một trong những ngôi sao được săn đón của làng giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh thu nhập từ diễn xuất, nam tài tử 33 tuổi này cũng nhận được nhiều lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng cao cấp. Theo báo cáo của CNA Luxury, hiện tại, Park Seo-joon sở hữu khối tài sản ròng lên đến 21 triệu đô. Con số này dự kiến tăng lên sau khi The Marvels được công chiếu. Park Seo-joon cũng sở hữu danh mục bất động sản ấn tượng với tòa nhà trị giá 10 triệu đô ở Sinsadong, Gangnam. Hiện tại, nam diễn viên đang ở trong ngôi nhà có giá 4,4 triệu đô ở khu Cheongdam-dong.